Câu 5 nè, câu 5. Đề bài cho như sau: một bình chứa dung tích 5,6 lít không khí. Không khí ở điều kiện tiêu chuẩn, thì nhớ điều kiện tiêu chuẩn là 22,4 nha mọi người. Rồi. Thì người ta đưa một bình 10 gram B đốt cháy, 10 gram phốt pho đó, đốt cháy thì cần oxy. Hỏi lượng P đó cháy hết hay không, là ý nói thằng này hết hay không, B hết hay dư, hết hay dư. Rồi, biết rằng VOC bằng 1/5 về không khí, được chưa? Thì thứ nhất, các bạn biết rằng phốt pho chỉ tác dụng được với oxy trong không khí chứ không tác dụng hết với không khí nha mọi người. Nên thứ nhất các bạn phải tính VOC bằng 1/5 về không khí bằng 1/5 nhân 5,6. Và các bạn bấm ra giúp lợi bao nhiêu ạ? 5.6 chia cho 5 bằng ra bao nhiêu ạ? 1/10 12 lít. Rồi, khi có đứt rồi thì các bạn tính ra được số mol của nó thì sẽ bằng V chia 22/4, vì ở đây là điều kiện tiêu chuẩn nha mọi người, mới chia 22/4 nha, cẩn thận giúp lợi. Bây giờ có thêm điều kiện chuẩn nữa, đó là chia 24/70, 19, 22/4 và bấm giúp lợi, chia cho 22.4 bằng ra 0,005 mol. Tiếp tục các bạn cũng tính số mol của hàng phốt pho, số mol của hàng phốt pho bằng M nhỏ chia M lớn bằng 10 chia bao nhiêu ạ? Phốt pho bao nhiêu vậy mọi người? Comment giúp lại đi ạ. Phốt pho bao nhiêu vậy mọi người? Phốt pho bao nhiêu ạ? Comment giúp lại đi mọi người ơi. Phốt pho bao nhiêu ạ? Có bạn nào biết phốt pho bao nhiêu mà? Phốt pho bao nhiêu ạ? Phốt pho bao nhiêu? Comment giúp lại đi mọi người. Rồi, tiếp theo các bạn viết phương trình phốt pho cộng oxy ra P2O5. Bởi vì phốt pho hóa trị 5, thằng oxy hóa trị 2, chéo. Sau đó cân bằng thì thấy phốt pho đây mà. Đây là 5 nè, 5 nè, thấy không ạ? Đó, 5 thì cho thấy điều gì ạ? 5 nè, thì là số lẻ double lên là chẵn. Vậy hằng này, phốt pho là 4, đây nhân 4. Oxy đây là 10, thì đây nhân thêm 5. Rồi, phốt pho là 31, ok. Vậy 10 chia 31 ra, các bạn bấm coi ra có số đẹp không ạ? 10 chia cho 31 bằng... Ôi, số 6 quá, vậy mình để là... 10/31 và nó gần bằng nha, các bạn phải gần bằng giúp lợi. Gần bằng bao nhiêu ạ? Gần bằng là 0,32 đó, gần bằng 0,32. Để chút các bạn so sánh với cái số mol của oxy nha. Rồi, ở đây thì các bạn nhớ là viết hơi ẩu nên là viết lại nè: B cộng oxy ra B2O5 cân bằng, đây là 4 nè, đây là 5 nè, đây là 2 nè. Rồi, thứ nhất đó là trước phản ứng hai người, có nhiều cô gọi là ban đầu đó mọi người. Trước phản ứng là cái đề người ta cho nè mọi người, bao nhiêu ạ? Đây là 10/31, trước phản ứng nè là 0,005. Rồi tới phản ứng thì các bạn nhìn vào nè, các bạn lấy thằng này chia thằng này giúp lợi. Được chưa? Lấy thằng này nè, 10/31 chia cho 4 bằng, đó là kỹ năng nha, ra là bao nhiêu ạ? 0,08. Tương tự thằng này, lấy thằng này chia 5, 0.05 chia 5 bằng ra 0,01. Rồi các bạn so sánh hai số nào nhỏ ạ? À? Số này nhỏ đúng không ạ? À? Số này nhỏ đồng nghĩa số này hết, các bạn điền vào 0,005. Sau đó muốn tìm thằng này, tìm thằng phốt pho đúng không ạ? Nhân chéo chia ngang, 0,05 nhân 4 chia 5 ra 0,004. Sau đó sau phản ứng thì ta lấy thằng trên
trừ thằng dưới. Được chưa? Thằng trên trừ thằng dưới. Vậy là 10. 10 phần 31 trừ đi 0,004 bằng bao nhiêu à? Ra được là 0, để phân số luôn nha mọi người, ra là 219/775. Hôm nay trừ hôm nay ra ra 0. Vậy cho thấy điều gì à? Phốt pho dư nè các bạn thấy không ạ? À? Vậy cho thấy là phốt pho dư. Ok chưa? Đề bài chủ yếu hỏi phốt pho hết hay dư thôi nghe mọi người.